Thế mà đợt trước Liên làm sao mà biết được bên tớ? Ui giời ơi, cô biết là lên trên mạng ta tìm lồng lộn lên không? Tìm Tìm lồng hết, lộn. tìm nhiều lắm ấy. À. Lúc mới đang cần ấy, tự nhiên mình cảm giác À. mình muốn đang tớ mà ta đang cái cơn hăng ấy, thì cứ Ừ. tìm thử mới thôi. Ừ. Là cứ tìm tìm lồng hết lên. Thì bé Thế sao tìm đi, tìm mấy cái trang web với mình à. à. Thì thấy làm cái chi tiết của nó thấy ok ấy. Ừ. Đọc cái hướng dẫn thì mọi cái học thì thấy nó ok. Ừ. Cứ cần năm cái cần đi kiểu cũng giống mình học để mình hỏi hay là Đúng đúng rồi. mình hỏi Thế để là đăng vào ký. web à? Vào web chứ không phải là biết qua Face với lại Zalo à? Không biết Zalo mới lại phải đâu. À thế à? Vào trên trong Google mà gõ tím ấy. À thế thì tí Không chỉ cho cái Face, biết Face kế toán Việt Hưng chưa? có biết luôn, không biết. À, Cứ tí bả nữa tôi bảo xong rồi là mỗi tuần ấy thì bên tớ có cái buổi live stream ấy. à. Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế ấy. Đấy thì ai mà làm mà có cái gì cần thì lên đấy hỏi cũng được, các chị ấy đều giải đáp mà. Ừ. Nói chung là cũng hay, tôi thấy nhiều người tham gia phết. Nói chung là nó là mà thiết thực và thực tế thì mọi người nên tham gia hỏi thôi. đúng Đây rồi. là Đấy. quan trọng thực tế mà. Đúng rồi. Tại thật học ở trong trường chỉ một phần nào thôi, chẳng hiểu cái gì. Chuẩn, chính xác. Thực tế nhiều vấn đề lắm. Ừ. Phát sinh. Đúng rồi, riêng cái phát này đấy, giống như kiểu cái xử lý trên phát ấy. Nó cũng đã mệt rồi chứ huống chi Công là nhận. ấy. Hôm trước cậu làm đến cái tồn kho công cụ rồi. Công cụ này là công cụ mà có cái giá trị lớn để phân bổ lâu dài ấy. Xem nào, khai báo chưa ta? Bất tiện mà. Tại mình muốn thông qua ra từng Ừ. công trình ấy. Nhưng mà khi mà Phải công trình này nhá, thì xong công công trình cụ này khác, đúng rồi thì rồi, lại chuyển đáng đến lẽ công nó trình phải có khác. cái chọn ấy. Chứ đây nó không 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 có cái để cho mình chọn. Cái này mình chưa có cái công cụ nào đâu. Thì chắc là phải làm từ đây rồi. Phải làm từ cái bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Cái này chưa làm đúng không? Ừ, Chắc chắn là giờ chưa mới nhìn làm thế rồi. này. Cái này ấy thì cái thời gian phân bổ của nó thì thường là dưới 36 tháng. Và cái ngày bắt đầu ghi tăng phân bổ là ngày ở trên hóa đơn. Mình căn cứ vào cái giá trị của công cụ nó dưới 30 triệu thì mình cho nó là công cụ, còn từ 30 triệu trở lên nó là tài sản cố định nhá. Thế thì cái khai báo cái công cụ này này thì mình sẽ vào phân hệ công cụ này. Chọn là khai báo công cụ dụng cụ này. Cái mã này cứ để thế thôi, xong nhấn nhận này. Rồi nhấn mới. Là thêm đấy. Mỗi một công cụ là mình sẽ phải làm như thế, làm xong một cái thì mình lưu. Lưu xong rồi mình lại mới để mình làm thêm cái nữa, chứ nó không như thằng Visa. Visa thì mình cứ khai báo hết xong rồi mình cứ cất, hiểu không? Còn cái này nó khai báo từng cái một, nó bất tiện là như thế. Cái mã công cụ thì mình cứ để cho nó tự nhảy. Tên công cụ thì cậu nhìn ở trên này này. Cái mã cứ để cho nó tự nhảy cũng được, không cần theo như giáo trình đâu. Cái cho nó dễ. Tên công cụ là máy đầm bàn 1W. Mình điền vào đây. Cậu đánh đi. Máy đầm bàn 1W. Còn Ừ. máy gì ấy? Đầm bàn 1W. Một viết số 1 ấy, 1W á. Cái này xóa chữ 1 này Rốt nhé. đi. Nhóm công cụ này. Ở đây nó sẽ có là ăn 1531. Cứ chọn nó là công cụ dụng cụ cho dễ. Nhấn chọn này. Ở loại công cụ thì đây. Thêm cái này mình chọn mã là Thêm à? 04 đi, tên mình ghi chung nó là công cụ dụng cụ đi. Lý do ghi Ghi lắp được tăng không? tăng khác. Tăng khác Đúng sẽ không? là từ bên Đỡ khác phải chứ tăng một đưa là cái bên cũ mới chuyển ngay. sang à? Còn mình tạo thêm được mà, nói chung là nó không ảnh hưởng gì đến số liệu. Ngày ghi tăng là mình nhìn ở trên cái giáo trình. 15 tháng 5 2018 mình điền vào. Ngày chứng từ, số chứng từ bỏ qua. Phân bổ là phân bổ theo thời gian. Số kỳ phân bổ 24 tháng. Đây, mình điền 24 vào đây. Đây này. Nhìn gì Nhìn này. đâu à, số Số kỳ kỳ phân phân bổ bổ. 24 tháng. Thế nào? Cái này là mình cái phân bổ là tự mình ra kỳ Cái phân này bổ mình đi à, tự hay phân bổ là thôi. như thế nào? Ví dụ như là công ty mình đang nhiều chi phí thì mình phân bổ dài hạn ra để cho nó bớt chi phí đi. Còn nếu như mà công ty đang thiếu chi phí thì mình phân bổ ngắn hạn lại. Miễn sao những cái công cụ này nó không quá 36 tháng là được. Được chưa? Tiếp là ngày bắt đầu tính phân bổ theo như giáo trình. Nó cũng tính là từ ngày 15 tháng 5 luôn. 15 tháng 5 2018. 2018 à?
À, đơn vị tính. À, ngày kết thúc. Phân bổ kệ nó nha. À, đơn vị tính ở đây là chiếc. Máy mình cứ dùng phím Alt Tab để chuyển cửa sổ cho nó nhanh. À, nguyên giá là 26 triệu, Hai nhìn sáu thấy triệu chưa? Điền vào 26 triệu. Giá trị còn lại. rồi. Nhìn cột giá trị còn lại chưa? Giá trị còn lại này chính là cái số tháng đã phân bổ và nhân với lại số tiền phân bổ của một tháng đấy. Nó trừ lấy cái nguyên giá mà trừ đi cái giá trị lũy kế thì nó sẽ ra cái giá trị còn lại đúng không? Thế là 17 33 333 Ở đâu? 8666667. Enter này. Rồi, nó tự nhảy cái giá trị còn lại. Ừ. Số tiền phân bổ một kỳ tự nhảy. À, sang tài khoản chờ phân bổ. Ở đây sẽ là 242 đấy. Tôi bấm Xem rồi. là nó có tách ra 242 chi tiết không nào. Cái này 242. Cứ chọn quy về nó về một tài khoản thôi cho nó dễ nhá. Đây cái này đi. 24212 nhá. 242 Ơ rồi. 12 Rồi, đây nhấn tích đúng vào đây. À, tài khoản chi phí. Cái này là dùng cho phân xưởng. mà tớ Mình dùng cho làm theo thông tư 200 nào ấy nhỉ? À, thế nó là 6273. Đấy, tích chọn. Rồi. À, mã chi phí ở đây tạo bộ phận phòng ban các kiểu đạo chưa? chưa hay cũng được. Đây này, cái này bọn tớ như kiểu có một chị Chi chuyên tạo mã phí riêng nước ấy, ngoài. chị mới tạo chi tiết từng cái một mà trong quy Ờ. trình ấy. Thế thì bây giờ cậu thêm cho tớ một cái mã chi phí ở đây là chi phí công trình. Tên thì chi phí công trình. Tất cả những cái chi phí nào dùng cho công trình thì chọn cái này luôn nhá. Cho nó dễ nhớ nhận. À, bộ phận hạch Công trình toán, á? cái này là cho công trình. Ừ. Chưa sợ. Mình có mã công trình chưa? Xóa đi xem nào. Để tôi Tìm mới một có cái này. không có biết ngay. Chưa có đâu. Nhấn thêm này. Tên bộ phận là công trình. Rồi, các trạng thái sử dụng. Ừ, ok. Nhận. Chọn này. Đó. À, phần nhóm bỏ qua. Đấy là các cái thông tin khi mà mình khai báo xong. Kiểm tra những thông tin phụ này, cần điền cái gì thì điền, còn không thì thôi. Chủ yếu là thông tin chính bên này. À, cái ngày ghi tăng ngày chứng từ này này, điền nó luôn là ngày 15 tháng 5 này, 2018. Đó. Thế thôi, sau đó mình nhấn lưu. Tiền công cụ.